Hello, xin chào các bạn. Sau khi mà mình ủ rũ ở trong nhà thì giờ mình bước ra ngoài, là ngày đầu tiên mình bước ra ngoài. Nhìn xung quanh khi mà được ra ngoài thấy rất thoải mái. Mình ở trong nhà bấm loay hoay trong máy tính mà. Ngày hôm nay thì mình sẵn tiện đi trả tiền trọ luôn. Thôi cũng đi này. Tiền trọ. Dạ ông ơi, dạ vậy mà cho mày cái lẻ đó, để dạ 500 thôi, chỗ cà phê con. Dạ vâng, ở cháu cảm ơn. Giờ để tao cho mày nộp bánh tét. Dạ. Muốn nộp cho bánh tét luôn hả? Ăn quay thảo với chú. Dạ. Ông ấy nói là sẽ cho mình một bánh tét nữa. Dạ. Út trời đất cưới mày rồi mày đòn cắt giò không đòn không ở Úc là ông con nào nhỉ? Đó nhà okay. Hai hai vợ chồng đúng không ạ? Ừ à mày đòn không đòn. Dạ cảm ơn ông nhiều. Đây cái tết này. Và có một cái bánh tét là mình rất là thích ăn luôn. Mình nhớ là năm ngoái có bà qua cho mình cái bánh tét. Tại vì năm ngoái mình cũng không có về, mình cũng ở đây luôn. Chú ơi, ông tặng cho chú cái bát tết. Mấy em đi học chợ hả? Dạ. Mấy ngày nay cháu còn ủ rũ trong nhà không? Đi vòng 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 chơi chứ. Dạ. Đây, đây là cái của mình đây. Cái cho chú kia. Mà mình sẽ từ từ khuây cái bánh này.
mình rất là thích luôn. Cất cái chìa khóa đã. Đây các bạn, đây là bánh tét. Tại sao lại gọi là bánh tét thì mình không biết nữa. Theo như mình nghĩ thì bánh tét là cái bánh tròn mà dài này, còn bánh chưng á nó sẽ có hình vuông hoặc là hình chữ nhật, đó mới là gọi là bánh chưng, ở đây gọi là bánh tét. Giờ thì mình khuy thôi. Đấy rồi. Cái bánh tét á có một chỗ mà đặc trưng là cái dây quấn này nè, dây quấn được làm từ cái cây nứa tăng có rồi từ nứa, còn có một số khác là dùng hẳn dây để cước luôn. Mở thì rất là dễ thôi. Mình sợ là mình mở hết mình ăn không hết á, nếu mình mở ra thì mình ăn không hết nó sẽ hương buồn. Đây mình sẽ cắt một miếng thôi, miếng nhỏ. Mình cũng vừa mới ăn gì rồi. Đây các bạn thấy ở bên trong thì người ta sẽ để những cái nhân thì nó có thịt rồi có rau rồi có đậu ớt rồi tùm lum tà la hết đấy, và sẽ thử một miếng xem như nào. Thử miếng nhỏ thôi. Ok, và cái vị của nó hơi ngọt ngọt, có thêm đậu nữa. Mình không thể miêu tả được cái vị của đậu mà nó ngọt, và nó cái vị của gạo nếp đó. Cộng thêm với cái mùi của chiếc lá chuối mà khi được đun lên á, mùi nó rất là thơm. Mà lười nấu cơm nấu cơm mình lấy ra ăn. Cái này cỡ này là đủ cả hai bữa rồi. Đối với mình là như vậy. Ok, mình sẽ kết thúc video tại đây. Và các bạn đừng quên là nếu bạn thấy hay, thấy ý nghĩa thì các bạn cho mình một like, rồi nhớ đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo mình làm nhé. Giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.